Từ cuối tháng 5 năm 2024, chính quyền xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tiến hành thông báo tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu cá 30 gồm không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm, khai báo để thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định mới. Đây cũng là nguyện vọng của nhiều ngư dân với mong muốn vươn khơi bám ngư trường một cách hợp pháp. Sau khi mà được đăng ký, đăng kiểm ở thuyền của chúng tôi thì chúng tôi có thể đi vào đi ra sông cửa Nhật Lệ được tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Còn những lúc không có thì đôi khi đồn hay gọi vào để kiểm tra, nhưng bây giờ có rồi thì thoải mái hơn. Việc mà quản lý các tàu có nguy cơ vi phạm yêu cao thì địa phương đã chỉ đạo về tận mỗi thôn ra soát các tàu cá không có giấy tờ, để rồi các thôn lập lên và địa phương gửi ở các cấp để tiến hành có danh sách để làm cho bà con. Trước đó, thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23 ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản ban hành vào đầu tháng 5 năm 2024 đã giúp các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tháo gỡ những vướng mắc về tàu cá 30. Trên cơ sở đó, các tổ công tác chi cục thủy sản Quảng Bình đã về các địa phương để kiểm tra tàu nhằm sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục cấp phép cho bà con ngư dân. Chúng tôi đã lên lịch và làm việc với các địa phương, thực hiện các nội dung đưa mẫu đăng ký hồ sơ đến tận địa phương cho bà con ngư dân, thực hiện kê khai đăng ký và đóng thuế thứ ba để là vào chi cục sẽ thực hiện cái công tác đăng ký. Thì hy vọng lần này là lần cuối cùng là giải quyết được tất cả những cái tàu má, tàu 30 của tỉnh Quảng Bình. Chi cục thủy sản Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền các địa phương phổ biến các thủ tục cần thiết đến tận ngư dân. Nhờ vậy đến nay tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành thủ tục cấp phép cho gần 600 tàu cá 30 và đang tiếp tục triển khai cấp các loại giấy phép cho các tàu cá còn lại.